thấy chăng xưa hùng cường, ai thấy chăng nay xiềng cùng đang đăng nàng hấn thu. Ai đắp ngang sông Trường Tồn, ai kết liên dân tài hùng, xua tan giặc Đông Hán, xua tan giặc xâm lấn. Ta cùng chung lòng mong ngày vang danh thơm dòng oai lên. Mỹ Hà xin trân trọng kính chào quý vị khán giả của đài VNA-TV 57.3. Chào mừng quý vị đến với chương trình Khoa học và Xã hội với đề tài trị bệnh bằng phương pháp thôi miên mà không dùng thuốc của bác sĩ Lý Quỳnh Xanh. Dạ thưa kính chào bác sĩ Lý Quỳnh Xanh. Xin kính chào cô Mỹ Hà và xin kính chào quý vị khán giả đài VNA-TV 57.3. Kính thưa quý vị, trước khi vào chương trình, chúng tôi cũng không quên cảm ơn các cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình này. Đó là chúng tôi hết sức ngưỡng mộ ông bà chủ Thanh Hà đã sáng lập ra tiệm bánh xèo Thanh Hà với món bánh xèo ngon hết sức là ngon. Ngon tới mức độ báo Orange County của Mỹ đã phải chụp hình lên báo khen ngợi không ngớt lời. Bánh xèo mỏng giòn và tuyệt ngon tuyệt vời, không những đang nổi tiếng tại vùng Phước Lộc Thọ mà còn đã nổi tiếng ở tại Melbourne, tại Úc Châu từ nhiều năm trước. Mời quý vị hãy tới để thưởng thức món bánh xèo độc đáo này, đồng thời còn nhiều món ăn khác nữa, có cả món ăn chay. Thanh Hà chủ nhân kính mời xin gọi điện thoại 714-890-5709, địa chỉ là 9060 Bosa Avenue, Westminster, California 92683, ở góc Bosa và Magnolia. Xin giới thiệu đến quý vị bác sĩ Nguyễn Hòa Bình. Bác sĩ Nguyễn Hòa Bình đã tốt nghiệp bác sĩ châm cứu và thuốc bắc dược thảo kim dược sĩ đông y tại Hoa Kỳ, có license của cả Cali và liên bang. Đặc biệt có hai lọ thuốc đang làm cho dư luận xôn xao, đó là thứ nhất Kidney Power. Kidney Power là đại bổ tinh khí giúp các chứng bất lực, mộng giao, mộng tinh, di tinh, xuất tinh sớm, lạnh cảm, đi tiểu gián đoạn, đi tiểu cả ngày lẫn đêm. Sau khi tiểu mà nước tiểu còn nhỏ giọt, đau lưng, mỏi gối, chồn chân, cảm giác gân cốt yếu ớt, ù tai, tóc rụng, tóc bạc sớm và giúp cho đầu óc được minh mẫn nhớ dài. Thứ nhì là Liver Power, tức là đại bổ tinh huyết, giúp các chứng da nám, da khô, cổ khô, miệng đắng, đau hông, tức ngực, cáu gắt, bực dọc, lo âu, ăn khó tiêu, mụn nhọt, ung bú, tê nhức tay chân do máu ứ trệ, sổ độc, mát gan, sáng mắt, trị và ngăn chặn viêm gan ABC. Khám bệnh có nhận bảo hiểm, địa chỉ 9393 Bosa Avenue, căn số phòng F, Westminster, California 92683, điện thoại 714-775-6689, 714-775. Chúng tôi cũng xin giới thiệu đến quý vị trường thẩm mỹ Hair California Beauty Academy, chuyên dạy và huấn luyện những nghề như sau: Cosmetology 1600 giờ, Barber 1500 giờ, Facial Esthetician 600 giờ, Massage Therapy 600 giờ, Manicure 400 giờ, Instructor Training và làm huấn luyện viên 600 giờ. Trường còn có hai cái đặc biệt, đó là tiền Financial Aid chính phủ cho học viên được hoàn toàn giữ lấy. Thứ nhì, khi mãn khóa học viên sẽ được tới 2 chứng chỉ và 1 diploma, và tất cả unit sẽ được creditable to college, nghĩa là sẽ có giá trị ngang hàng với unit của college. Địa chỉ 1110 North 13th Street, Orange, California 92867. Và đặc biệt hơn nữa, chúng tôi có thêm văn phòng thứ nhì để dễ dàng cho bà con đến ghi danh, đó là chính là 600 Bosa Suite Number D, Westminster, California 92683, điện thoại 714-818-1911, 714-818-1911. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng tôi đặc biệt xin thông báo cùng với quý vị là bác sĩ Lý Quỳnh Xanh sẽ mở một lớp dạy về vấn đề liên quan đến bệnh tật mà chúng ta cần biết vào ngày Chủ nhật, ngày 1 tây tháng 2, 2015, từ 11 giờ sáng cho đến 3 giờ chiều tại Thư viện Việt Nam, 10872 Westminster Avenue, Suite 214, Garden Row 92843, với 3 đề tài quan trọng. Vấn đề thứ nhất là vấn đề gì đã đẩy đưa hai vợ chồng từ lúc mới yêu nhau thì yêu thương nhau tha thiết, nhưng sau đó lại thù ghét nhau và thậm chí còn muốn giết nhau. Có phải chăng đó là bệnh tâm lý nào đó ngấm ngầm chăng? Đề tài thứ hai nói về tiền kiếp và những bệnh liên quan đến tiền kiếp. Đề tài thứ ba là đầu thai xảy ra và diễn tiến như thế nào? Kính thưa bác sĩ Lý Quỳnh Xanh, bác sĩ có thể cho quý khán giả
nghe đài được biết là cái vấn đề tài số 1 là như thế nào không thưa bác sĩ? Dạ cảm ơn cô Mỹ Hà đã đặt câu hỏi. Dạ thưa quý vị, cái đề tài thứ nhất này đó là sở dĩ tôi để nó vô trong cái chương trình dạy là bởi vì nó rất là liên quan mật thiết với cái đời sống thường ngày của xã hội, của những cặp vợ chồng. Mà quý vị thấy nhan nhản xảy ra trong thế giới bây giờ đó là lấy nhau bao lâu rồi ly dị. Dạ, đúng dạ. Rồi. Rồi tạo ra những cái thù hận, rồi tạo ra những cái đứa con không cha không mẹ, thí dụ vậy. Dạ. Người ta cho đó là chuyện thông thường về tâm lý. Nhưng đối với các nhà bác học về khoa học tâm lý thì đó không phải là những chuyện thông thường, mà là những vấn đề thật sự có liên quan tới tâm lý một cách rất là sâu sắc và có khi rất là nặng nề. Đưa một thí dụ, hai người trai và gái khi mà hồi nhỏ là được nuôi ở đâu? Thưa cô Mỹ Hà cũng biết, được do cha mẹ nuôi, có đúng không? Dạ vâng. Mà khi nuôi cha mẹ nuôi như vậy thì tất cả toàn bộ tâm lý của cái người trai hoặc gái đó lệ thuộc hoàn toàn vào gia đình của mình. Thí dụ như nói, giả dụ như nếu mà gia đình người Mỹ thì đương nhiên cái người đó phải sống theo phong cách của người Mỹ, suy nghĩ kiểu người Mỹ. Dạ. Nếu cái người đó là gia đình Việt Nam thì đương nhiên phải nói chuyện và cái phong tục tập quán, cái cách nói, cái cách sinh hoạt đều giống người Việt Nam. Đưa hai cái thí dụ ra để cho rõ ràng thấy rằng khi chúng ta được lớn lên trong cái môi trường nào thì cái môi trường đó là cái vấn đề mà căn bản của chúng ta, mà từ đó chúng ta phê bình và nó gọi là phê phán hoặc là bắt lỗi những cái gì không giống mình. Dạ. Thí dụ như đại khái như đối với người Việt Nam thì mình thấy là mình biết là con cái phải nghe lời cha mẹ, vì cha mẹ có quyền đôi khi cũng bộc tay con mình cái hai cái. Nhưng đối với người Mỹ thì cái đó họ không cho phép. Tại sao vậy bác sĩ? Họ không cho phép là bởi vì đối với phong tục của họ cái chuyện đánh con là cái chuyện abuse. Nhưng mà nhiều khi nó hư quá thì sao thưa bác sĩ? Dạ, thì nó hư quá, lát nữa tôi sẽ nói đoạn sau tại sao mà mình nó hư quá mà mình không nên đánh nó. Dạ. Nhưng cái vấn đề ở chỗ là khi cái người chồng thấy vợ mình đánh con thì đương nhiên người chồng khó chịu rồi. Dạ. Dạ. Thì quý vị thấy rằng cái người mẹ mà đánh con, thí dụ vậy, tại vì là người Việt Nam, thì đối với họ, đối với cái cô đó, chị đó là chuyện bình thường. Dạ. Nhưng đối với cái đứa nhỏ mà chưa có quen một cái tập quán nào cả thì đó là một chuyện kinh hoàng. Wow. Đúng không? Mà đối với người con trai mà người Mỹ đó, người ta nhỏ lớn lên chưa bao giờ bị đòn, người ta thấy vợ mình đánh vậy, người ta tưởng ôi trời đất ơi, lấy nhầm bà sư tử rồi. Dạ. Rủi bữa nào bao quánh luôn tới mình để chắc dở. Dạ. Yeah. Thì nội có đó không thôi, con đã thấy một cái gap, một cái different, một cái khoảng cách. Rồi cái sự tranh luận nó sẽ bùng nổ trong cái vấn đề đó. Thí dụ thôi. Vâng. Thì cái sự tranh luận đó nó sẽ không bao giờ nó có thể đi tới cái compromise được, tức là đi tới cái điểm chung được. Bây giờ hai người phát xuất từ hai cái tradition khác nhau, mà chính vì không có biết advanced knowledge, mình không có biết là học hỏi hoặc là adapt hay là nghiên cứu thêm về tâm lý hay là nghiên cứu thêm về kiến thức, cho nên cái người mẹ đó cứ khư khư giữ cái quan niệm của mình cho là đúng. Cái người đàn ông kia cũng không có biết adapt, không có biết học hỏi cái phong tục của người vợ mình, thì lại cứ khư khư cho rằng vợ mình là sư tử. Yeah. Rồi cái đứa con kia nó ở giữa hai cái môi trường đó, nó đâu có gì vui đâu. Nó khủng hoảng bởi vì nó bị đánh, nó đau, nó bực. Và khi nó bực nó sẽ ghét, và khi nó ghét thì nó sẽ nghiêng về cái người mà nó thương. Rồi nó sẽ ghét cái người đánh nó. Thì quý vị thấy mỗi ngày cái sự rạn nứt nó càng lớn bởi vì hai người đó không có cái compromise, thí dụ vậy. Thì cái sự rạn nứt đó nó sẽ bắt đầu attack vô cái tự ái của mỗi bên. Yeah. À bây giờ đó ông không nghe lời tôi, ok, một là ông nghe lời tôi, hai là ông đi đường ông, tôi đi đường tôi. Thì cái ông kia thí dụ như tới cái giai đoạn mà ông sẽ nói bà đúng là sư tử Hà Đông rồi, bà thứ dữ rồi, đúng không? You are animal, you are abused child, cái nọ. Thì lúc đó ông nghĩ rằng thôi thà ông bỏ bà vợ này cho rồi đi, con hân để hai đứa con ông. Rồi hai người tranh luận không có được thỏa mãn, cho tới cuối cùng hai người sẽ đi vô cái thế nó gọi là gì? Ra tòa để cho ông tòa ông xử. Đúng Lý không? Rồi nó... Counselor. Đó. Rồi counselor nó cũng lo không nổi nữa, tại vì hai người nhất định khư giữ cái ý của mình, bởi vì mỗi bên đều có cái chảnh riêng của mình. Đó là cái vấn đề rất là quan trọng nữa trong vấn đề tâm lý. Rồi xử không được cuối cùng là đưa ra ông tòa đi ly dị.
nhờ ông Tòi ly dị. Mà khi ly dị thì hai người đã ghét nhau rồi. Thì khi ly dị thì nhất định là tôi phải thủ phần thắng và ông cũng phải thủ phần thắng. Và thưa quý vị, đó là một cái ví dụ đơn cử thôi. Còn trăm thứ chuyện từ cái cách sinh hoạt gia đình, từ cái cách giữ tiền, từ cái cách từ cái quan niệm là ông có rửa chén hay không, bà có nên rửa chén hay không, vân vân, trăm thứ chuyện mà chúng ta đều bắt nguồn từ cái nền tảng đạo đức luân lý của một cái trong cái gia đình riêng rẽ đó mà mình được nuôi lớn lên. Do đó từ đó nó sinh ra những cái phức tạp. Thành ra trong cái lớp này chúng tôi sẽ đơn cử ra, không phải đơn cử mà sẽ liệt kê ra, phơi bày ra cho quý vị thấy biết bao nhiêu trạng thái tâm lý mà chúng ta khư giữ nó cho tới mức độ mà nó thành ra một cái thứ nó gọi là gần như là bệnh tâm lý, tức là không thay đổi được nữa. Mà nếu chúng ta không có biết update tâm lý của chúng ta không biết quyển chuyển tâm lý của chúng ta, thì trước sau gì chúng ta cũng đi vô cái thế bị bệnh tâm lý. Mà đã bệnh rồi thì phải chữa, mà nếu không chữa thì nó tác hại vô cùng đó thưa cô. Yeah. Thì đại khái nói thưa quý vị, Lý Quỳnh Xanh nói vậy để cho quý vị có cái khái niệm tại sao cái chương trình này, tại sao cái đề tài này nó rất quan trọng trong cái lớp này mà chúng ta cần phải biết. Khi quý vị biết rồi, quý vị nắm được những cái chìa khóa rồi, thì tất cả mọi vấn đề trong gia đình quý vị sẽ được cởi ra từ cái khúc mắc này qua khúc mắc, sẽ được tháo gỡ ra. Và như vậy quý vị sẽ được cái hòa bình, nó sẽ có trở lại trong gia đình. Cái lớp này tôi đã mở một lần rồi, cách đây khoảng chừng 5 tháng trước, thưa cô Mỹ Hà. Dạ. Thì lúc đó có một cái, có rất là nhiều người, có người nói gia đình chúng tôi này cái này, nhưng mà có một ông rất là tha thiết, ông nghe cái email ông kể là cái gia đình của ông như vậy như vậy, và ông nói cảm ơn bác sĩ, sau cái lớp này vợ chồng tôi bây giờ không còn đưa đơn ly dị nữa, là tại vì hai ông bà này đã bắt đầu từ cái một cái sự hiểu lầm trong vấn đề tiền bạc. Dạ. Dạ. Rồi cái từ cái chỗ mà tiền bạc ông không muốn giữ, ông muốn giữ riêng, mà ông muốn giữ riêng đó, nó đi ra một cái, quý vị, chị cô Mỹ Hà cũng biết Việt Nam mình thì chồng đi làm gì đưa tiền cho vợ, phải không? Dạ. Nhưng mà ông này ông nói ở Mỹ này đâu có đưa hết đâu em, cho anh giữ lại mới uống cà phê chứ. À, thì bà lại nghĩ rằng là ông uống cà phê hay là ông cho người khác uống cà phê, ông uống cà phê hay là ông mời người khác uống cà phê, đúng không? Thành ra cái đó nó không, cuối cùng ra là họ sanh ra đủ thứ vấn đề, họ nghi ngờ nhau, họ condemn, tức là họ bắt lỗi nhau, họ mới đi tới cái cảnh đó. Nhưng mà sau khi mà nghe chúng tôi trình bày cái vấn đề tâm lý trong cái chuyện vợ chồng thì họ khám phá ra là họ đã hiểu lầm nhau rất nhiều. Dạ. Thành ra quý vị, cái đề tài này rất là quý để cho quý vị có thể có cơ hội để tham khảo, học hỏi để rồi tự mình lèo lái gia đình của mình sao cho nó hạnh phúc hơn. Dạ thưa cô, đại khái nó như vậy thôi. Nhưng mà trong lớp thì quý vị sẽ được biết nhiều hơn thì chắc chắn là sẽ có kết quả tốt lành hơn. Dạ vâng thưa bác sĩ, còn đề tài thứ hai thì theo bác sĩ là tiền kiếp. Dạ. Là có thật hay không ạ? Dạ. Bây giờ trước khi trả lời quý vị, bây giờ phá cô Mỹ Hà chút đi. Vậy cô Mỹ Hà có tin có tiền kiếp không? Thật sự em chưa có hiểu cái chữ tiền kiếp nghĩa là tiền kiếp nghĩa là nói về cái quá khứ hay là cái cuộc sống của mình ngày xưa trước khi mình đầu thai, hay là cái tiền kiếp là của cha mẹ mình đem cái tiền kiếp lại là giống như là như thế nào? Quý vị thấy không? Quý vị thấy cô Mỹ Hà rất là sâu sắc không? Là... nghĩa là nói cái tiền kiếp không, cô đang nghĩ lại tới cha mẹ. Và thưa quý vị, cô Mỹ Hà nói rất đúng, là tiền kiếp của chúng ta cộng với tiền kiếp của cha mẹ nó phải có những cái nhân duyên đẩy đưa, cho nên mới này làm con cháu với nhau. Dạ. Làm cha mẹ với nhau, làm cha mẹ với con cái với nhau. Bây giờ Lý Hoàng Sang làm cho nó gọn lại thôi. Thì trong cái lớp này Lý Hoàng Sang cũng sẽ nói về tiền kiếp, mà nói về tiền kiếp của cá nhân, có một cá nhân nào đó. Thí dụ như tiền kiếp của cô thôi. Đó. Tuy rằng tiền kiếp của cô chí lại tiền kiếp của cha mẹ chắc chắn phải có sự liên hệ với nhau. Dạ. Phải có sự liên quan. Thì mỗi một cá nhân chúng ta đều có một cái tiền kiếp riêng, mà không phải một tiền kiếp đâu thưa cô Mỹ Hà. Nó có tới 100.000 tiền kiếp lận. 100.000 kiếp trước kiếp này chúng ta đang sống. Dạ. Ví dụ như bây giờ trong cái kiếp này của chúng ta đang hạnh phúc, đang giàu có, đang có tiền bạc dư giả, sau đó là do nơi tiền kiếp chúng ta đã làm cái gì tốt đó, chúng ta đã gieo cái hạt giống gì đó cho nên ngày nay có cái quả tốt như vậy. Gieo hạt măng cục ra trái măng cục đó, cô Mỹ Hà. Nếu cô gieo hạt ớt thì ra cái ớt chắc chắn luôn, sao gieo hột ớt ra trái cam được, phải không cô Mỹ Hà? Do đó đó, có nhiều cái bệnh tật của chúng ta cũng là một phần của cái quả báo của đời trước. Yeah. Mà ngày hôm nay chính ngay trong cái ngành medical
họ cũng khám phá ra rằng có nhiều cái bệnh đó thưa quý vị không thể định liệu được, không thể quyết định được là do cái gì tạo ra. Chẳng hạn như làm scan MRI, làm chụp hình X-ray, tất cả mọi thứ. Nhưng mà thí dụ như cái người đó đau lưng đó thưa cô, thì cứ đau lưng hoài. Nhưng mà không có cách gì khám phá được tại sao đau lưng. Xài hết tất cả những kỹ thuật tân kỳ nhất của thời đại bây giờ cũng không khám phá được cái người đó tại sao đau lưng. Do đó, người ta gọi, mấy bác sĩ đó mới gọi là bệnh tưởng. Nhưng mà khi quý vị đưa cái người đó trở về tiền kiếp, để cái người đó thấy được cái tiền kiếp của mình và khám phá được tại sao mình bị đau lưng như vậy, thì khi họ trở lại cái hiện kiếp, họ tỉnh lại, thì tự động cái bệnh nó tự động nó biến mất. Nhưng nó không phải tan biến trong 5 phút sau, có thể một vài ngày sau từ từ nó tan lần đi, có thể có khi cả tuần sau, thưa quý vị, thưa chị cô, có thể một tháng sau. Nhưng mà tùy theo cái khả năng của mỗi một người, tùy theo cái bộ óc, cái cách nó sinh hoạt như thế nào, nó có cái cách để mà nó disappear, tức là nó làm tan lần đi, nó fading out. Và do đó có lúc nó gần, nó tan nhanh, có lúc nó tan chậm. Dạ thưa cô. Xin quý vị đừng rời màn hình, chúng tôi chương trình Khoa học và Xã hội sẽ trở lại sau ngay phần thông tin quảng cáo.